lên combo bộ nồi Thái nè, quá nhẹ nhàng, chỉnh lại lên thôi nha. Mình làm lại nồi zin Thái nha, zin Thái phun trước nồi sau luôn, thay phun bộ nồi trước bộ nồi sau, phun zin Thái nha, không có đi. Rồi, chào anh em qua Thái 110 nha, giới thiệu với anh em có mình lên cái combo bộ nồi Thái. Xe này thì đang đi cái nồi bố dáng nha, chạy lì nồi với hao xăng ha, thì chuông bị sọc chuông nè, đó chuông này có dốc rồi để dán bố nha. Phần cái bố đang đi bố dáng nè, bố dáng thì mau bị tình trạng nó mòn chai bố và nó chạy lì nồi hao xăng nha. Phần cái nồi sau thì có sắc lô rồi, mình trả lại của mình cái nồi bố Thái luôn. Đó, sắc lô này ha, nó chạy dạng là thuộc nồi nha. Rồi, cái lò xo thì lúng xẹp xuống nha anh em ha. Đó. Có mình cái bộ nồi mới sẽ đi cho anh em là combo full Thái luôn, còn phần chuông nồi zin Thái nè, trắng đẹp zin full mới ha. Đó, một chuông nồi zin mới. Rồi, phần bố mình sẽ đi combo chủ xe combo full Thái nguyên bộ luôn nha. Đó, mình không có đi lẻ nữa, mình đi full combo nguyên bộ luôn. 1 2 3 full bố Thái, bố và một mình chủ xe ha. Phần cái bộ nồi sau chủ xe combo là bốn bố Thái, bố mình đi bố tơ Thái mạng lớn nha. Đó, 1 2 3 4 ha. Bốn bố zin Thái mạng lớn nha. Rồi đi sắt zin Thái luôn, combo là ba lá nè. 1 2 3 nha ha, trắng mình được chinh phun mới nha. Đó, đi kèm lại cho anh em là có mình là bốn lò xo nồi mới nha. Đó, anh em mà muốn lên cái combo bộ nồi Thái thì ghé bên Độ Xe Việt Nam, bên mình là chuyên làm nồi Thái dòng quay Thái 110 nha. Rồi mình chào anh em. Rồi chào anh em Thái 110 nha, giới thiệu với anh em có mình lên cái combo bộ nồi Thái. Xe này thì đang đi cái nồi bố dáng thì mình trả lại cái nồi zin Thái nha. Đó, nồi trước nồi sau zin Thái luôn. Cái nồi trước thì đang đi cái nồi bố dáng và cái nồi sau sắt lô, thì mình trả lại cho anh em là toàn bộ cái nồi zin nha. Đó, chuông zin Thái nè, bố zin Thái, còn mình trả nồi sau là bốn bố tơ Thái nha, bố zin Thái luôn, và bốn lò xo, bốn cái sắt nồi, ba sắt nồi nha, bốn lò xo. Sắt thì mình sắt zin không thắt lỗ nha, sắt zin Thái chủ xe luôn. Rồi mình tiến hành là cho phần cái bộ nồi sau với lại cái phần cái chuông nồi trước vô nha nè. Rồi mình tiến hành là cho phần cái bộ nồi trước với bộ chuông nồi vô ha, còn bố càng vô sau nha. Đó, tiến hành là cho phần cái lồng đèn chặn phê, lồng đèn outside tán nồi trước, lồng đèn nồi sau tán nồi sau nha. Và anh em lưu ý là siết luôn phần cái máng nhớt nha, để nó nuôi nhớt cái nồi sau cho anh em ha. Đó, phần cái nồi trước thì anh em lưu ý là phần cái nắp lồng nhớt ly tâm là siết đều nha. Đó, mình phải siết đều ba con để nó không bị tẹt nhớt ra ngoài nha. Đó, full của mình làm là full cái nồi zin Thái êm bền nhẹ nha. Chút nữa mình sẽ test cho anh em coi của mình cái nồi Thái chiếc quay Thái 110 luôn nha. Rồi, test nhẹ cho anh em quay Thái 110 có mình lên combo bộ nồi Thái đó, quá nhẹ nhàng chiếc lên thôi nha. Mình làm lại nồi zin Thái nha, zin Thái full trước nồi sau luôn, thay phun bộ nồi trước bộ nồi sau, phun zin Thái nha, không có đi nồi bố dáng nha anh em. Đó, nồi này bao chạy anh em chạy nhẹ, xe bốc và bền thêm 5 tháng nha, không bị tình trạng tuột nồi liền rồi. Đó, quay Thái 110 rất sướng nha ha, dòng này chạy rất là sướng nha anh em. Đó, phun nồi Thái mình nhận vô là cái xe chạy nó lì yếu và hao xăng nha, chạy không nổi luôn nha. Đó, do cái nồi bị tuột nồi ha, mình làm lại cái nồi Thái thôi anh em, vít nhẹ lên thôi, rất là giọt nha. Tuy là cái dàn hơi để xuống cấp ha, anh em thấy là dàn hơi nó đã không còn kín nữa. À, nó đã ra khói rồi nha. Đó, nhưng mà lên cái nồi nó vẫn giữ lại cái tình trạng bốc giọt cho anh em. Đó, anh em mà muốn làm cái nồi quay Thái thì ghé bên Độ Xe Việt Nam, bên em là chuyên làm nồi quay Thái nha, bao bền cho anh em ha. Đó, làm xong rồi bên em sẽ có hóa đơn phiếu hành đầy đủ cho anh em nha. Anh em mà muốn làm nồi quay Thái thì ghé bên em, bên em là chuyên làm nồi và làm máy dòng quay Thái này. Rồi, cảm ơn anh trai.